Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước, vẻ vang, quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành cùng những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua. Kết quả 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng Toàn dân nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần, quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng có hiệu quả ở các cấp các ngành gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan tổ chức đơn vị và các hoạt động chào mừng. Nội dung thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm với chủ đề xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng nhà nước, quân đội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Các hoạt động quân sự quốc phòng trọng điểm gắn với đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, các hoạt động đối ngoại quốc phòng góp phần củng cố phát triển quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực và trên thế giới, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Thông qua đợt thi đua nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thời gian thi đua thực hiện từ tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2024.